Buổi kiến trung tuần này của Đức Giáo Hoàng được tổ chức ngoài trời ở quảng trường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng đi vài vòng trên chiếc Pope Mobile để chào hỏi và chúc lành đám đông trước khi bắt đầu bài giáo huấn. Tiếp tục chủ đề về gia đình, Đức Giáo Hoàng chia sẻ lý do tại sao việc các gia đình truyền lại đức tin không chỉ trong phạm vi gia đình, nhưng là cả xã hội là rất quan trọng. Non perdiamo la speranza. Dove c'è una famiglia con amore, e quella famiglia è capace di riscaldare il cuore di tutta una città con la sua testimonianza d'amore. Đức Giáo Hoàng nói không có nơi nào tốt hơn để học hỏi về Thiên Chúa và tình yêu ngoại trừ gia đình. Ngài còn nói vấn đề không phải là những thuật ngữ thần học trừu tượng, nhưng là những điều chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Tanti divertimenti, tanti. Tante cose per perdere il tempo e far ridere. Ma l'amore manca. E proprio la famiglia. È proprio la famiglia. Quel papà, quella mamma che lavorano e con i figli, il sorriso di cui una famiglia è capace di vincere questa desertificazione delle nostre città. E questo è, questa è la vittoria dell'amore della famiglia. Các gia đình có một đời sống đức tin sống động và nhất quán sẽ trở thành chứng từ sống cho sức mạnh và quyền lực hợp nhất của gia đình. Khi nhắc đến đức tin, Ngài nói việc làm luôn có sức mạnh hơn là lời nói. E dove ci sono questi affetti familiari, vengono questi gesti dal cuore che ci parlano più forte delle parole. Il gesto dell'amore. E questo fa pensare. Vào cuối buổi yết kiến, Đức Giáo Hoàng cũng chúc lành cho tất cả những đôi vợ chồng mới cưới vì họ đang bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của họ.